Hello mấy anh chị em, bây giờ mình lại thanh lý thêm một cái con nữa. Mỗi thứ nó chỉ có một con thôi ha. Con này chắc là hết rồi. Đây là một cái ống nhòm của Nhật. Cái con ống này ống lớn nha anh em, lớn hơn cái con hồi nãy luôn. Con này là 1250 5 độ. Con này là super high quality. Con này là ống lớn nha, ống lớn rất là lớn luôn. Đây bây giờ in chụp băng đây. Cái ống, mấy cái ống của em chơi thì đa số thường là ống đẹp hết ha. Có hai cái nắp này thì nói chung hàng này thì mình đấu giá ở bên Nhật về, cho nên linh khi mà mình mua làm sao thì có vậy. Nó có hai cái nắp chụp này nè ấy, chứ còn mình cũng chả có cái đồ để mà thay thế đâu. Và mỗi thứ nó chỉ có một ống thôi ha. Cái ống này thì dòm rất là đã luôn, trong vắt luôn ha. 2 x 50, không biết dòm vô được không ta. Đấy, nói chung dòm đâu vậy, dòm xa xa chút á, dòm ở ngoài đi, dòm nó rất là đã luôn. Dòm xa xa thử cái tòa nhà nhỏ nhỏ kia được không? Thử thử nha. Đấy, giờ mà cày lên nè, mấy cái điện thoại này nó cũng chả chuẩn chỉnh gì hết. Đây, bên kia là cách gỡ 400 mét á. Cái ống này thì nó hơn 1.000 mét. Nó hơn 1.000 mét. Ống này mình thanh lý giá nó khác nha. Mấy cái ống này em thì em để lại một ống đây. Cái ống này nó rất là kinh khủng luôn. Ống này nó gọi là ống zoom. Ống này nó có zoom. Mình thanh lý cái ống này ha. Cái ống này để cho em anh em giá 1.1 triệu thôi. 1.1 triệu thôi nha anh em. 1.1 triệu là rẻ nha. Ống này nó liền lạc mà nó của Nhật. Anh em dòm ha, không có cái dấu nào là em mở ra hết. Ống viewfinder của nó liền, nó còn zin nè. Đây, cái chế độ này là chế độ chỉnh viễn cận nha. Chỉnh viễn cận. Đấy, anh em chỉnh chỉnh nó đi ra đi vô gì nè, nó nói chung là em chỉ biết là nó để nó chỉnh viễn cận thôi. Thì mình mua sàn bán vậy. Cái ống này thực chất là bên trong nó rất là đẹp. Đây anh em nhìn có thể thấy cái mã số gì ở bên trong hay gì với ta, phải không? Thử thôi. Rồi, ống này rất là to nha. Ống này mình thanh lý giá cho anh em là giá 1.1 triệu nha. Nhưng mà cái ống này mình vẫn không bao ship nha nè. Hàng mình thanh lý thì không có cái nào lời hết. Rồi, ống này 1.1 triệu, 1.1 triệu mà anh em mua được cái ống này thì khá là thơm nha. Đây, chỉnh góc bây giờ in cho băng đàng hoàng ha. 1 triệu mấy thì anh em mua được một cái ống nhôm vậy là quá thơm á. Khi mà mình mua bên Nhật về thì giá nó sẽ mắc hơn. Cộng với mà bây giờ anh em đi ra bãi, anh em cho dù anh em gặp được một cái ống nhôm mà nó cỡ này thôi, nó không cần đẹp nha, nó không cần đẹp mà nó không có đẹp giống như ống này đâu, nó không đẹp giống như ống này mà ở trong nó còn dơ giấy nữa, thì cũng phải là 1.5 triệu, 1.5 triệu ở bãi hiện tại ha. Thì hôm bữa là mình đấu giá nguyên một cái lô ống nhòm á, về nói chung là không có cái nào làm lời hết á. Là em chủ yếu là em mua cái con này nè. Cái con này là nó hơi bị ghê, nó hơi bị kinh khủng luôn. Đây, cái con này giá của nó cực kỳ mắc luôn. Cái túi của nó cũng vậy nè. Cái con này nó không có cái ống tre, ống trắng gì đó. Nhưng mà cái con này là em nhìn nó rất là đã luôn. Đây, Aiwa Store GE 817. Con này là ống của Nhật nha, ống này ống zoom. Đấy, nó có zoom, nó sẽ zoom được là khi mà anh em zoom to cái hình ảnh ra, không? Anh em dòm được rồi, anh em sử dụng cái này anh em zoom hình ảnh ra nè. Nó đã lắm.
Có nghĩa là hình ảnh ở trong đó anh em bắt được như vậy, cái anh em zoom ra nó bự vậy nè đó. Cái này ống này nó đi zoom được ảnh, ống này nó nhìn tên trên 2000 mét, nó nhìn được 3000 mét á. Hôm bữa có anh nào anh nói cái ống này mấy trăm ngàn á, thì không có đâu ha. Cái ống này anh em qua thử qua đấu giá bên eBay đi, phải 200 đô cái ống này ha. Ống này số rất đẹp đó, nó zoom ảnh. Còn cái ống này nó không có chỉnh độ viễn cận ở dưới cái viewfinder này, nó không có chỉnh độ viễn cận ở dưới này, mà nó chỉnh cái độ viễn cận của nó ở đây đó. Cái này là cái chỉnh độ viễn cận của nó. Cái ống này rất là đã luôn, em phải nói là ống này cực kỳ đã luôn, chứ không phải là rất là đã nữa. Mình mua về mình để cái ống này để chơi đây. Cái ống này nó còn ngắn thua cái ống em thanh lý kia nữa đó, nhưng mà được cái là nó to thôi. Cái ống này tới 3 triệu rưỡi luôn, 3 triệu á. Ống này nè, mua về không có rẻ đâu nghe. Đấy, không có rẻ ha. Rồi, tóm lại là thanh lý cái ống này giá 1 triệu mốt nha. Chào anh em.